Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong video clip lần này. Hôm nay mình muốn giới thiệu tới tất cả các bạn một mẫu chuột vừa mới được Logitech giới thiệu ra thị trường Việt Nam, mang tên G102 Prodigy, với giá bán chỉ 590.000 đồng nhưng lại mang trong mình những tính năng chỉ thường xuất hiện trên những mẫu chuột cao cấp. Những tính năng đó cụ thể như thế nào, mời các bạn xem tiếp phần đánh giá nhanh ngay sau đây. Ở phân khúc giá rẻ nên các bạn có thể đoán được là Logitech G102 sẽ không có phụ kiện gì đáng kể đi kèm ngoài sách hướng dẫn sử dụng. Vì vậy mình sẽ bỏ qua phần đập hộp và giới thiệu luôn về chú chuột này. Về ngoại hình, có lẽ đối với các game thủ kỳ cựu, kiểu dáng hộp xoài huyền thoại của Logitech trên các mẫu chuột G90, G100, G100S không còn quá xa lạ. Tới ngày nay, những chuột này vẫn còn đang được rất nhiều game thủ chuyên nghiệp gạo cội tin dùng. G102 cũng có kiểu dáng và kích thước gần như tương tự các đàn anh đi trước, với thiết kế đối xứng và thon gọn ở hai đầu, tạo nên hình dáng như hình bầu dục. G102 có phần lưng cong từ trước ra sau một cách hợp lý, nên mặc dù không nhô quá cao nhưng chúng ta vẫn có thể cầm chuột một cách thoải mái và không có cảm giác bị hụt tay. Cũng giống như trên G100S, kích thước của G102 không quá to. Theo mình đánh giá thì G102 sẽ tương đối phù hợp với đại đa số game thủ ở Việt Nam. Trọng lượng của G102 là khoảng 85g, ở mức rất vừa phải, không quá nặng mà cũng không quá nhẹ. Toàn bộ phần thân của G102 được làm bằng chất liệu nhựa nhám. Cảm giác ban đầu là hơi nhám hơn so với những mẫu chuột mới ra gần đây của hãng như G403 và G900. Chất liệu nhựa này cho cảm giác cầm khá tuyệt vời. Chuột rất bám tay, cảm giác cầm trên tay rất cao cấp và cứng cáp mặc dù nằm ở mức giá rẻ. Điểm ấn tượng nhất trên G102 khi mới nhìn vào đó là dải LED đi vòng sau thân chuột cùng logo Logitech có thể đổi 16.8 triệu màu, với các chế độ tự động đổi màu hoặc set cố định một màu bất kỳ. Với một mẫu chuột trong phân khúc giá rẻ và tới từ một thương hiệu lớn như Logitech, vì không chỉ trang bị LED RGB cho logo mà còn thiết kế hẳn một dải LED cực kỳ bắt mắt như thế này, sẽ giúp cho G102 gây ấn tượng hơn so với bất cứ đối thủ nào trong cùng phân khúc. Gần như với các thương hiệu lớn trên thị trường hiện tại, việc tích hợp LED RGB vào các mẫu chuột giá rẻ đang còn là điều xa xỉ, thì Logitech đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy mình chịu chơi tới mức nào. Phía mặt trên chuột là hai nút bấm trái phải được làm tách rời ra khỏi phần vỏ ở nửa sau. Nút cuộn được bọc cao su, cảm giác sử dụng khá giống như trên G403, cuộn rất nhẹ nhàng, chính xác và không hề bị rơ. Mắt đọc của cuộn là mắt quang, giúp cho các bạn thoải mái sử dụng mà không phải lo lắng quá nhiều về độ bền. Nút bấm trên chuột cũng rất nhẹ và nhạy, mình sử dụng nút giữa rất nhiều cho nên thấy khá là thích nút bấm trên G102 này, nhẹ hơn rất nhiều so với G502 hay G900. Bên trên nút cuộn là nút tăng giảm DPI, G102 cho phép đổi qua lại giữa tối đa 5 mức DPI tùy chọn. Phía bên hông phải là hai nút được thiết kế khá nhỏ, nhưng vì được thiết kế nhô ra ngoài khá nhiều và nút bấm cũng khá nhẹ nên cảm giác sử dụng hai nút này rất tốt. Nút được đặt lên sát mép bên trên của chuột cũng giúp hạn chế tối đa tình trạng bấm nhầm. Tất cả các nút bấm trên G102 đều có thể tùy chỉnh được thông qua phần mềm Logitech Gaming Software. Dường như quan niệm về chuột rẻ tiền thì không có nút phụ mà không tùy chỉnh được nhiều đã dần bị xóa bỏ. Với những mẫu chuột giá rẻ ra mắt gần đây của các hãng lớn đều đã có thêm 2 đến 3 nút phụ và tất cả đều có thể tùy chỉnh được thông qua phần mềm. Điển hình là SteelSeries Rival 95 PC Bang và bây giờ là Logitech G102. Phần bên dưới chuột là mắt độc quang được đặt ngay chính giữa, bốn góc chuột là 4 feet nhỏ với kích thước giống nhau. Chất liệu của feet cũng tương tự như các mẫu chuột khác của Logitech mới ra gần đây, khá trơn và mượt mà. Feet này theo mình là phù hợp với bề mặt vải hơn là mắt cứng. Vì khi ra trên mắt cứng thì cho cảm giác hơi sượng, có thể một phần là do feet còn mới chưa mòn đều. G102 sử dụng dây cáp dài 2m là bình thường, không bọc dù. Cáp khá mềm mà không quá to, vì không được bọc dù sẽ không giúp cho dây cáp chống đứt tốt hơn. Bù lại thì khi rê chuột sẽ ít bị cảm giác khó chịu vì dây quá dày và cảm giác vướng víu. Đánh giá sơ qua một chút về hiệu năng của Logitech G102. Với kiểu thiết kế hộp xoài của mình, G102 rất phù hợp với những bạn thích cầm chuột kiểu claw grip và fingertips. Đối với những bạn quen với kiểu cầm palm grip thì chú chuột này sẽ gây hụt hẫng do phần lưng không nhô lên quá cao. Bù lại với những bạn tay hơi nhỏ một chút, cầm lâu sẽ rất là thoải mái, không bị cảm giác mỏi do phải nâng cao cổ tay trong thời gian dài. Logitech G102 sử dụng mắt đọc hoàn toàn mới tới từ hãng Mercury. Sensor này được các tester trên diễn đàn lớn như Overclock.net đánh giá khá là ổn định và tracking tốt hơn các loại mắt đọc mà những mẫu chuột cùng phân khúc hay sử dụng như Avago 3050, 3090 v.v. Trong quá trình sử dụng thực tế, mình đánh giá sensor của G102 có thể xem là sensor tốt nhất trong phân khúc giá rẻ này. Điểm là mình thấy hài lòng nhất với sensor của G102 đó là lip up thấp, chỉ tương đương với những mẫu chuột sử dụng sensor cao cấp như Avago 3310 hoặc 3366. Ngoài ra, nhờ tracking ổn định kể cả khi rê với tốc độ cao nên G102 rất phù hợp với những bạn chơi các game FPS như CS:GO hay Overwatch cần những cú vẫy nhanh và chính xác. Hai nút trái phải của chuột không sử dụng cơ chế lò xo để kéo nút chuột sát vào switch như trên G900 hay G403. Tuy nhiên cảm giác bấm của hai nút này vẫn rất tốt, độ rơ của nút cực kỳ thấp, gần như có thể so sánh được với hai đàn anh cao cấp nhất của mình. Do sử dụng switch on-roll nên cảm giác bấm của G102 rất nhẹ, nảy và sắc bén, không hề có cảm giác bị dính nút. Chính vì nút bấm khá nhạy và nhẹ nên đôi khi với một số bạn quen xả những loại chuột có nút bấm nặng, độ rơ cao khi chuyển sang G102 sẽ dễ bấm nhầm. Còn đối với những bạn thích spam chuột hoặc có tốc độ click chuột cao thì sẽ rất là hài lòng với nút bấm trên chuột này. Nói tóm lại, với thiết kế thân thiện, chất liệu và mức độ hoàn thiện cao cấp, dải LED RGB 16.8 triệu màu vô cùng bắt mắt, cùng với đó là một phần cứng ổn định cho tốc độ phản hồi nhanh và độ chính xác cao, Logitech G102 có thể được xem như là một mẫu chuột hàng đầu trong phân khúc chuột chơi game giá rẻ ở thời điểm hiện tại. Một điểm cộng cuối cùng của Logitech G102 đó là giá bán dự kiến do đại diện hãng công bố chỉ 590.000 đồng, nhưng người dùng vẫn được hưởng chế độ bảo hành lên tới 3 năm. Tới đây, mình xin kết thúc video review nhanh về chiếc Logitech G102 Prodigy này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.